Sáng ngày 22 tháng 10, đồng chí Vũ Thị Thúy Nga, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn khảo sát mô hình dân vận khéo trên địa bàn quận. Cùng dự có đồng chí Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban Dân vận Quận ủy. Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp ủy đảng chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn quận có 151 mô hình dân vận khéo đã đăng ký triển khai thực hiện. Các mô hình dân vận khéo hướng vào việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu là các mô hình làm hoa sáp của hội phụ nữ phường Văn Đầu, quý nghĩa tình đồng đội của cựu chiến binh phường Lãm Hà, ve chai đồng hành cùng phụ nữ yêu thương thương của Tri hội Phụ nữ Tổ khúc chỉ 2 Phường Ngọc Sơn, 12 tháng chia sẻ yêu thương của Đoàn Thanh niên Phường Đồng Hòa, Tù quần áo từ thiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phú Liễn, liên kết tự quản bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy rừng của Hội cựu chiến binh Phường Trần Đại Ngọ, tuyến đường cựu chiến binh tự quản của Tổ 16 Phường Bắc Sơn đồng chí vũ thị thúy nga phó trưởng ban dân vận thành ủy ghi nhận đánh giá cao việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo cũng như xây dựng các mô hình dân vận khéo tại quận kiến an đồng thời nhấn mạnh các mô hình dân vận khéo trên địa bàn quận rất cụ thể thiết thực mang lại những hiệu quả tích cực đồng chí phó trưởng ban dân vận thành ủy cũng đề nghị quận lưu ý loại bỏ những mô hình không phát huy hiệu quả tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình hiệu quả quận và các phường chọn những mô hình tiêu biểu để biểu dương khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm ngay sau hội nghị tại quận đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế mô hình dân vận khéo tại các phường văn đầu bắc sơn phủ liễn